Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Lính đánh thuê nước ngoài tiết lộ tỷ lệ thương vong gây sốc ở Ukraine. Mỹ lo ngại khả năng Nga chiều hợp tác về tên lửa. Tàu hải quân Trung Quốc và Nga ngang nhiên lượn lờ ở hải phân quốc tế, Nhật Bản vội điều động tiêm kích cảnh báo. Bulgaria cảnh báo nguy cơ Nga-NATO đụng độ ở Biển Đen. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Lính đánh thuê nước ngoài tiết lộ tỷ lệ thương vong gây sốc ở Ukraine. Một số đơn vị Ukraine đã phải chịu tỷ lệ thương vong lên tới 85% trong cuộc phản công đang diễn ra chống lại lực lượng Nga. Báo cáo phù hợp với số liệu thương vong do Nga công bố. Theo đó, các lực lượng của họ đã vô hiệu hóa 43.000 quân Ukraine trong 2 tháng. Một cựu quân nhân Mỹ chiến đấu với lực lượng đặc biệt Ukraine gần Donetsk nói với ABC rằng đơn vị hàng chục người của ông đã chịu thương vong 85% trong một cuộc tấn công vào ngôi làng gần thành phố 2 tuần trước. Trong số những người bị trúng đạn, 40% bị thương nặng đến mức họ chiến đấu không hiệu quả sau đó. Một lính đánh thuê khác cũng đến từ một quốc gia phương Tây không xác định, nói rằng anh ta đã bị thương nặng trong những ngày đầu của cuộc phản công và khoảng 80% tiểu đoàn của anh ta đã bị thương kể từ đó. Chính phủ Ukraine không công bố số liệu thương vong, có nghĩa là công chúng phải dựa vào các manh mối khác, chẳng hạn như các báo cáo chưa được xác định về các nghĩa địa mở rộng để xác định quy mô thiệt hại. Vào tháng 2, các tài liệu Lầu Năm Góc bị dò dỉ cho thấy Kiev đã tập hợp 12 lữ đoàn cho cuộc phản công, trong đó có 9 lữ đoàn được NATO huấn luyện và trang bị. Một lữ đoàn thường có quân số từ 2.000 đến 4.000 quân, tỷ lệ thương vong lên tới 85% có thể gần đúng với số liệu của Moscow. Mỹ tin rằng Kiev đã gửi thêm hàng chục nghìn quân ra tiền tuyến kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, trong đó các quan chức nói với hồi đầu tháng rằng 150.000 quân hiện đang tham gia vào chiến dịch. Theo các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông, trong đó Mỹ và các nhà lãnh đạo quân sự tình báo Mỹ tin rằng cuộc phản công sẽ thất bại và biết trước rằng cơ hội thành công của Ukraine là rất mong manh. Kiev dự định tiến về phía nam qua khu vực Zaporozhye và đến thành phố Melitopol gần biển Azov, nơi sẽ chia cắt mặt trận của Nga và cắt đứt đường tiếp cận đất liền với Crimea. Tuy nhiên, nhiều tuyến hào, bong ke và bãi mìn của Nga cản đường và không có sự hỗ trợ của không quân. Các lực lượng của Kiev đã phải vật lộn để tiếp cận ngay cả những tuyến đầu tiên trong số này. Chúng tôi đã mất 3 chiếc xe tăng do Đức sản xuất Leopard trong một ngày vì chúng vừa được lệnh tiến vào một bãi mìn, một lính đánh thuê phương Tây nói, đồng thời cho biết thêm rằng các binh sĩ Ukraine mới nhập ngũ thiếu sự huấn luyện cần thiết cho các hoạt động tấn công phức tạp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc tấn công của Ukraine là sự tự sát và tuyên bố vào tháng 6 rằng bất kể phương Tây có gửi bao nhiêu vũ khí đến chiến trường thì dự trữ huy động của Kiev không phải là vô hạn. Có vẻ như các đồng minh phương Tây của Ukraine thực sự sẵn sàng tiến hành cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng, ông Putin tuyên bố vào thời điểm đó. Mỹ lo ngại khả năng Nga chiều hợp tác về tên lửa. Mỹ bày tỏ lo ngại sau khi có thông tin cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên được Nga hỗ trợ về công nghệ. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18 tháng 8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu cộng đồng tình báo xác minh thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên có thể dựa vào công nghệ của Nga. Đây cũng là một khả năng Nga đã tìm cách có vũ khí từ Triều Tiên để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine và thường đưa ra một số hình thức hợp tác an ninh để đổi lại. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng thông tin này, ông Sullivan cho hay. Mỹ từng cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn pháo và một số vũ khí cho Nga, nhưng Bình Nhưỡng và Moscow bác bỏ thông tin này. Sullivan nhấn mạnh, Mỹ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ hoạt động trao đổi công nghệ nào giữa Nga với Triều Tiên, nhưng lưu ý rằng đó là vấn đề đáng lo ngại. Trong bài đăng, giáo sư thuộc Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên phóng thử hôm 12 tháng 7 có nhiều điểm tương đồng với tên lửa của Nga. Ông cho rằng Triều Tiên không thể sở hữu một số công nghệ tên lửa 18 nếu không hợp tác với chính phủ và các nhà khoa học Nga. Nga và Triều Tiên hiện chưa phản hồi thông tin này. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra tại trại Davis ngày 18 tháng 8, Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Yoon Seok-yeol cam kết nhanh chóng tham vấn lẫn nhau đối với mọi mối đe dọa nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi đang tăng cường chia sẻ thông tin, trong đó có các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo, ông Biden nói.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ thiết lập đường dây nóng để chia sẻ thông tin cũng như phối hợp ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trong khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết chung nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bình Nhưỡng đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Triều Tiên nhiều lần công khai ủng hộ Nga tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng chính sách bá quyền và độc đoán của Mỹ và các đồng minh phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 14 tháng 8 gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 78 năm chấm dứt thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, bày tỏ mong muốn quan hệ song phương phát triển thành quan hệ chiến lược lâu dài, phù hợp với nhu cầu của thời đại mới. Trong thư hồi đáp, ông Putin cũng khẳng định sẽ tăng cường quan hệ song phương với Triều Tiên. Tàu hải quân Trung Quốc và Nga ngang nhiên lượn lờ ở hải phân quốc tế, Nhật Bản vội điều động tiêm kích cảnh báo. Các máy bay Nga được phát hiện bay đến và đi giữa biển Nhật Bản và biển Hoa Đông qua eo biển Tsushima, ngăn cách Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoạt động của không quân Nga diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm 17 tháng 8 rằng lực lượng phòng vệ nước này đã nhìn thấy các tàu hải quân Nga và Trung Quốc đi qua vùng biển quốc tế giữa đảo Okinawa và đảo Miyako ở miền nam Nhật Bản. Nhóm này bao gồm 6 tàu Trung Quốc, trong số đó có tàu khu trục tên lửa và 5 tàu Nga, một số là tàu khu trục. Bộ Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, cho biết đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc và Nga cùng nhau đi qua khu vực đó, dù các tàu này không xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản. Tokyo coi các hoạt động quân sự chung của Nga và Trung Quốc trong vùng biển và không phận xung quanh Nhật Bản những năm gần đây là có ý định phô trương lực lượng chống lại Nhật Bản. Tokyo thường điều máy bay chiến đấu để đáp trả máy bay Trung Quốc và Nga bay gần lãnh thổ của mình. Mối quan hệ của Nhật Bản với Nga đã xấu đi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu 18 tháng trước. Tokyo đã cùng với các đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow và cam kết viện trợ nhân đạo hàng tỷ đô la cho Kiev. Các vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bulgaria cảnh báo nguy cơ Nga-NATO đụng độ ở Biển Đen. Quan chức cấp cao Bulgaria cáo buộc Nga có hành vi khiêu khích NATO và không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ giữa khối liên minh quân sự và Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cảnh báo rằng có thể xảy ra kịch bản Nga đụng độ NATO ở Biển Đen sau vụ việc Moscow chặn tàu hàng treo cờ Palau hồi tuần trước. Ngày 13 tháng 8, một tàu tuần tra thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã chặn tàu chở hàng đang trên đường đến cảng Izmail của Ukraine sau khi tàu này phớt lờ lệnh dừng tàu để kiểm tra. Tàu hàng treo cờ Palau này cuối cùng đã phải dừng lại sau khi tàu Vasily Bykov bắn cảnh báo một nhóm quân nhân Nga có vũ trang đã lên tàu Rukurukan bằng trực thăng Ka-29 để đảm bảo rằng nó không vận chuyển bất kỳ mặt hàng bị cấm nào đến Ukraine. Nga đang áp đặt một cách quyết liệt ý chí của họ ở khu vực Biển Đen. Quan chức quốc gia thành viên NATO Bulgaria đồng thời khuyến cáo tàu thuyền đi qua lãnh hải Romania và Bulgaria để tránh những vụ việc nêu trên. Khi được hỏi liệu có thể xảy ra một cuộc đụng độ giữa NATO và Nga ở Biển Đen hay không, ông nói, chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó. Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều này xảy ra. Nga liên tục khiêu khích NATO. Tháng 7, Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm đảm bảo Ukraine có thể đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị trường quốc tế qua Biển Đen. Khi đó, Moscow cảnh báo sẽ coi mọi tàu đi đến vùng biển của Ukraine đều có thể mang theo vũ khí. Ukraine và phương Tây cho rằng các động thái của Nga đồng nghĩa với việc họ đang phong tỏa các cảng của Kiev. Ukraine đáp trả bằng các vụ tấn công bằng xuồng tự sát vào cầu Crimea và cảng của Nga. Kiev cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với các tàu đến cảng của Nga trên Biển Đen. Xung đột Nga-Ukraine hiện nay không chỉ diễn ra trên bộ mà dường như bắt đầu lan sang cả khu vực Biển Đen. Gần đây, Ukraine liên tục tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng tự sát vào các mục tiêu của Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!